Vâng, hôm nay cũng là cuối tuần mà con ạ. Hôm nay là cuối tuần nên là Tuấn Anh của tôi ở phòng sẽ lên sóng cho anh em tật những cái mẫu xe mà đang có mặt tại cửa hàng của Tuấn Anh của tôi ở phòng nhé bà con nhé. Hôm nay thời tiết thì khá là mát trời nên là Tuấn Anh cũng xin kính chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và an toàn. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, nếu như quý khách hàng quan tâm về ô tô cũ thì hãy qua bên em để có thể là tham khảo và trải nghiệm. Và chiếc đầu tiên đây thì Tuấn Anh muốn giới thiệu đến cho anh em là một chiếc Kia Sorento 2017 phiên bản AT số tự động 1.6. Con này thì đang đeo biển Hải Dương 34A29527. Con này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán với giá tầm khoảng 410 triệu đồng. Bên em bao rút hồ sơ hỗ trợ cho anh em về thủ tục sang tên đổi chủ đăng kiểm đến tháng 10 năm 2025. Bản 1.6 này thì nó tiết kiệm nhiên liệu và nó cũng được trang bị đầy đủ những cái tính năng an toàn như đề lỗ start top, túi khí ABS, gương kính chỉnh điện, nhớ ghế và ghế điện đầy đủ hết theo xe. Con này thì nó khá là đẹp và khá là chất lượng cho quý hàng. Cam kết cho anh em là zin cả xe, không lỗi, nội thất nguyên bản theo xe, màu trắng xịn và có hỗ trợ trả góp ngân hàng được khoảng tầm 50% giá trị chiếc xe nhé bà con nhé. Con này thì hiện tại bên em đang bán khoảng tầm 410 triệu đồng cho quý hàng và quý bà con. Tiếp tục em đang có cho anh em một chiếc VinFast Farin, con này sản xuất năm 2020, bản Plus. Con này thì bản Plus này thì nó cao cấp hơn so với bản Pay và giá của nó chắc chắn nó sẽ cao hơn so với bản Pay khoảng tầm đâu đó khoảng 20 triệu đồng. Như con này thì bản Plus này thì nó được trang bị cruise control, ga tự động này, la răng phay này, rồi là tích hợp bàn phím này, nội thất rất là đẹp, số tự động 1.4, một trong những cái mẫu xe mà đã làm mưa làm gió trên thị trường ô tô cũ ở cái phân khúc hạng A đô thị ở biển Thái Bình màu đỏ cho anh em. Một chủ từ đầu giá của nó là khoảng tầm 310 triệu đồng là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2016, con này thì bản E-Sit, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Con này được trang bị hệ thống máy mới, máy đuôi, máy trắng. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán với giá tầm khoảng loanh quanh 280 triệu đồng. 280 triệu đồng bà con nghe. Này bác ơi. 280 triệu đồng. 280 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc Vios E 2016 nhá. Anh em mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình thì khá là ok cho anh em này. Ok, tiếp tục từ đây em đang có cho anh em một chiếc Vios G 2014. Con này thì đang đeo biển 15A14797. Con này thì hiện tại là một cái giá rất là sập sàn cho anh em trong những ngày cuối tuần. Đó là một chiếc xe số tự động máy 1.5 bản full. Con này để cho anh em với giá khoảng tầm 319 triệu đồng thôi. 319 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe Toyota Vios bản G số tự động 2014, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024. Keo chỉ máy số zin hết bà con nhé. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Kia K3 sản xuất năm 2014 bản MT số sàn 1.6. Nếu như các bác mua về chạy dịch vụ, chạy xe hoa, chạy đám cưới thì anh em có thể sở hữu chiếc K3 này. Con này thì đang đeo biển 15A47317 sản xuất năm 2014 và full tính năng. Ví dụ như cruise control, ga tự động, túi khí ABS, gương kính chỉnh điện, điều hòa tự động và hai dàn. Con này để cho anh em với giá cũng chỉ tầm 319 triệu đồng thôi bà con nhé. Tiếp tục là một chiếc Toyota Vios bản E 2017 số sàn, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới 27 này thì nó là máy mới rồi. Chiếc xe đang đeo biển 15A30971. Con này hiện tại bên em đang bán tầm khoảng 330 triệu đồng thôi, hoặc có bớt cho anh em một chút để cho anh em có thể là sở hữu về chiếc xe này, đúng không ạ? 2017 xe zin cả xe không lỗi nhé, để cho anh em một cái giá rất là hợp lý cho anh em. Đấy. Ok, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Kia Forte. Với chiếc Kia Forte này thì sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn, máy của nó là 1.6 bản đủ, tư nhân chính chủ, biển 90 của tỉnh Hà Nam. Xe thì cam kết cho anh em không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Và giá của nó thì hiện tại như con này em đang bán tầm khoảng 240 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc xe Kia Forte 2013 số sàn. Vâng, bản đủ, trang bị túi khí ABS, điều hòa tự động, gương kính chỉnh điện, la răng đúc, đầy đủ hết theo xe cho quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nhà mình nào có nhu cầu muốn mua một chiếc sedan hay đâu. Ok, tiếp tục là một chiếc Toyota Vios bản E biển 15K12863 sản xuất năm 2014 bản MT số sàn. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 260 triệu bà con nhé. Đấy. Daewoo Lancetti sản xuất năm 2010 phiên bản số sàn. Con này thì máy 1.6, tư nhân chính chủ, biển Thái Nguyên, xe thì 2010, zin cả xe, không lỗi, lốp mới, nội thất đẹp, màn hình Android. Con này để cho anh em loanh quanh tầm khoảng 129 triệu. Bullitt X-Trailer, một cái mẫu xe mà số tự động nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan, biển 16L3984, con này đang kiểm đến tháng 7 năm 2024, màu bạc. Với cái tầm tiền vài chục triệu đồng như anh em thấy đây thì đã có được một chiếc xe số tự động mà có thể nói là full option, full tính năng. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng giá 70 triệu đồng thôi. 70 triệu đồng thôi là quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc xe Bullitt X-Trailer 2009, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan.
anh em mua về chạy gia đình, chạy tập lái, chạy tránh mưa, tránh nắng, hay là chị em phụ nữ chạy thì khá là ok. Sau một thời gian anh em bán đi thì vẫn không có lỗ bà con nhé. 70 triệu thôi, một chiếc xe suốt động 1.8 bà con nhé. Có túi khí, có ABS, có điều hòa tự động, có gương kính chỉnh điện đầy đủ hết cho anh em. Biển 16 là một chủ từ mới nhé, với giá chỉ tầm 70 triệu đồng thôi bà con đã xem chiếc xe này thôi. Hiện tại thì anh em có rất nhiều những cái mẫu xe đang có chương trình giảm giá, cắt lỗ sập sàn cho anh em. Nếu như quý khách hàng và quý bà con quan tâm về chiếc xe nào thì có thể alo trực tiếp cho em này. Toyota Vios bản E số sàn, cái này thì sản xuất năm 2015 bản E. Một mẫu xe cũng khá là đẹp cho anh em này. Bản E xe đẹp không lỗi, keo chỉ máy số zin. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024 15A14987 để cho anh em đúng 250 triệu đồng. Một chiếc Vios bản E màu đen xịn không có đổi màu nhá. Cắt lỗ cho anh em một chiếc xe như này chỉ có 250 triệu thôi. Kia Morning 2017 16 bản AT máy 1.25 bản SI đấy. Số tự động biển Hải Phòng màu trắng, con này để cho anh em là 270 triệu đồng. 270 triệu đồng là quý khách hàng quý bà con đã sở hữu được chiếc xe Morning 2017 16 bản C. Đấy anh em này, thử chìa khóa xong là cứ để này thì nó hay nhiều lúc là khách đến xem xe hay bị hết điện. Đó là chỗ đó anh em cứ để chìa khóa thế đó. Còn bà con nhá. Con này thì zin cả xe từ nội thất cho đến keo chỉ máy số của nó cực kỳ ổn định cho anh em. Con này để cho anh em là 270 triệu đồng này. Toyota Vinova 2007, con này thì số sàn bản Z máy 2.0. Nếu như anh em nào mua về chạy dịch vụ mà với cái tầm thu nhập mình tầm tiền kinh tế mình bỏ ra ít ấy, thì như con này là 145 triệu là anh em nó có được một chiếc Innova bản Z 2007 bà con nhá. Số sàn 2.0 ạ. Lên full đồ luôn nhá, có đây lên full đồ luôn rồi. Chevrolet Vivante, một mẫu xe 7 chỗ ngồi, biển 11A01455, sản xuất năm 2008, số tự động, máy 2.0, 7 chỗ ngồi, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024, với giá có 135 triệu. Bên đây là số sàn thì anh em để cho anh em đúng 100 triệu thôi. Con này cũng 2.0, 7 chỗ ngồi, Chevrolet Vivante, xe bản đủ, gia đình sử dụng, tư nhân, biển 88 của tỉnh Vĩnh Phúc, không con đục, không taxi, không dịch vụ này. Kia Carian 2016 bản MT 2.0 bản đủ, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, máy 2.0, đăng kiểm tháng 6 năm 2025, đời 2016 và để cho anh em 260 triệu. Tiếp tục là Toyota Innova 2009 bản G, một mẫu xe tên tư nhân, biển Hải Phòng 15A49460, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 210 triệu thôi, một chiếc Innova bản G 2009 nhá, số sàn. Chị gái lái xe rất là đẹp luôn. Innova 2008 số sàn bản Z 2.0, biển Hà Nội 30A12433, có để cho anh em 150 triệu này. Innova E 2015 bản E số sàn, tư nhân chính chủ, biển Hà Nam màu vàng cát, cho anh em nào hợp mấy cái mệnh này, đăng kiểm tháng 5 năm 2024, để cho anh em 339 triệu đồng thôi. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Innova G 2009, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Một chiếc xe tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, xe đẹp, zin căng không lỗi cho anh em, máy số cực chất, biển Hải Phòng, gốc Hải Phòng luôn, để cho anh em với giá 219 triệu đồng. Toyota Innova 2015 bản E, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân, biển Hải Phòng, để cho anh em 365 triệu đồng. Innova E 2016, con này là form mới, đèn mới rồi. Con này thì zin cả xe để cho anh em với giá là 440 triệu đồng, đời 2016, bản E số sàn, form mới, xe rất là đẹp cho anh em nhé. Bản E xịn, số sàn 2.0. Kia Carian 2016 15, con này thì số sàn, máy 2.0, để cho anh em với giá là 209 triệu đồng, biển Hà Nội, 7 chỗ ngồi, 2015 bản đủ, xe gia đình sử dụng, màu ghi lông chuột, có để cho anh em 209 triệu đồng. Toyota Fortuner 2016 15, con này là bản V số tự động 2 cầu, 1 cầu 2.7V số tự động, xe thì cam kết cho anh em zin cả xe, tư nhân chính chủ, ở biển Thanh Hóa, xe đã rút hồ sơ rồi và chỉ việc bấm biển ra tên cho anh em thôi, để cho anh em với giá là khoảng tầm 479 triệu đồng. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh em về chi phí ra tên bấm biển luôn ạ. Kia Morning 2012 phiên bản số sàn, máy 1.1, biển Thái Nguyên, xe thì rất là đẹp và căng đét luôn cho anh em, để cho anh em với giá là 98 triệu đồng cho anh em thích chiếc xe này nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Ford Ranger bán tải máy dầu, sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, máy của nó là 2.5, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, con này đang đeo biển 29H02866, biển số rất là đẹp, đăng kiểm tháng 1 năm 2024. Con này máy dầu, chạy cực kỳ chất và ngon lành, bổ rẻ luôn cho anh em. Vâng, để cho anh em 138 triệu đồng nhé. Bà con có bác chị em nào mà thích cái dòng xe này á, mua về chạy dịch vụ, chạy công trình công trường,
thì ok, màn hình âm thanh hay, cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Vâng, sấy sửa đèo hoàng và chạy rất là chất, lổ rất là êm luôn, giòn và tròn tiếng luôn. Đó, thùng của nó rất là đẹp cho anh em này. Với giá chỉ có bao nhiêu? 138 triệu đồng cho một chiếc bán tải Ford Ranger 209 nhá. Số sàn, máy 2.5, máy rồng. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Ford Everest 2008 số tự động, máy dầu 2.5. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán với cái giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 248 triệu đồng thôi. Một chiếc xe như thế này mà phải cắt lỗ đến cận cuống luôn, rất là rẻ. Ford Everest máy dầu 2.5 số tự động máy dầu nhé, số tự động máy dầu biển Hà Nội, để cho anh em 248 triệu đồng cho bà con cô bác chị em nào đó. Toyota Vios 2010 bản Limo lưng phun kỳ đồ, số sàn máy 1.5, chiếc xe đang đeo biển Hải Phòng 15A màu vàng cát nhé, để cho anh em với giá 158 triệu đồng. Hyundai Accent 2017 bản Blue, con này là trang bị động cơ 1.4 số sàn biển Hải Phòng, một chủ từ mới, để cho anh em là 295 triệu đồng, màu đỏ, xe đẹp, zin cả xe, một chủ từ mới nhá. i10 2014 số sàn, quay để cho anh em là một chiếc xe như này, để cho anh em 155 triệu, số sàn 2014, một chiếc xe cực kỳ ổn định cho anh em nhá, máy 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ này, 155 triệu. Tiếp tục là một chiếc Moling Van 2013 phiên bản số sàn, số tự động, con này là Moling Van 2013 số tự động, máy của nó là 1.0, hàng nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, biển Bắc Rang, để cho anh em loanh quanh con này thì chỉ có 175 triệu thôi. Tiếp tục ở đây em đang có một dàn xe hatchback nha, như con Spark này thì 2011, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 82 triệu số sàn, đời 2011, một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Lạng Sơn. Moling 212 con này thì bán loanh quanh đâu đó khoảng 100 triệu đồng này, biển 98A00484 này. Moling SX 2010 con này số tự động, máy của nó là 1.0, hàng nhập khẩu tư nhân chính chủ, biển Hải Dương, xe rất là đẹp cho anh em, để cho anh em hơn đồng 8 một tí này. Moling 2016 biển Thái Bình, con này để cho anh em loanh quanh 170 triệu đồng, biển Thái Bình 2016, máy 1.25, bản Pay. Moling 2016 số sàn bản C, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, máy 1.25, bản đủ, để cho anh em 201 này. Moling 2016 con này cũng vậy này, cũng là bản C, để cho anh em 201 này. Ghét ạ, con này ghét là 2009, để cho anh em 125 triệu này, bản đủ, số sàn, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội luôn nhá, máy 1.1, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, Hyundai Ghét, biển Hà Nội này. Tiếp tục là một chiếc BID 2011, con này 2011 này, số sàn 1.0, để cho anh em 70 triệu này bà con này. Spark 2011 có để cho anh em 90 này, đời 2011, số sàn máy 0.8 này, biển Tuyên Quang, Spark bà con nhé. Moling 2016 này để cho anh em đồng 7 thì Moling 2016 xe thì cam kết cho anh em zin cả xe, không nổi, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, máy số keo chỉ zin, màn hình cam lùi, cam hành trình, màu vàng nguyên bản bà con nhé. Tiếp tục là Hyundai Ghét 2009, số sàn máy của nó là 1.1, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, con này thì đã rút hồ sơ rồi, biển Hải Phòng, về chỉ việc ra tên bấm biển thôi, để cho anh em 120 này. Spark 2010 để cho anh em 76 triệu hay là 70 là cũng bán luôn này. Biển 28 của tỉnh Hòa Bình này. 2010. Moling 2019 số sàn máy 1.25, một chủ từ mới, màu bạc, có để cho anh em tầm 230. Xe gia đình sử dụng, một chủ từ đó, không phải taxi dịch vụ gì đâu ạ. Spark 2013 số sàn bản đủ, một chiếc xe tên tư nhân chính chủ, một chiếc xe tên công ty chính chủ luôn. Con này rút hồ sơ thoải mái, bên em đoán cho anh em 125 triệu báo rút hồ sơ nhé. Hyundai Ghét 2000 Hyundai i10 2014 số sàn máy 1.0, bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Thái Bình, 17A14714911, để cho anh em 175 triệu là xe rất là đẹp luôn. Hyundai Ghét 2010 đăng ký là bánh lần đầu 2011, để cho anh em 115 triệu này, 115 triệu, la răng đúc, 4 bánh theo xe này, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc này, số sàn này, máy của nó là 1.1 nhé, xe nhập khẩu của con nhé. Đấy. Tiếp tục thì ở đây em đang có cho anh em những dòng xe khác, con mẹt này thì hôm qua em cũng đã gọi là nhận cọc rồi, đấy, con nhé. Tiếp tục là một chiếc Kia Rio 2011 bản AT số sàn, số tự động, máy 1.4, hàng nhập khẩu, con này để cho anh em là 270 triệu này, một chiếc Kia Rio khá đẹp cho anh em nhé, vì cái hàng một cái bà con bác sĩ em nào có nhu cầu ạ. Số tự động nha, 1.4. Ford Fiesta sản xuất năm 2011 phiên bản số sàn, số tự động, máy 1.6, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, thương hiệu Mỹ, một chủ từ mới, đời 2011, để cho anh em 235 triệu này. Toyota Vios sản xuất năm 2011 bản E biển 35A 11466 có để cho anh em 209 triệu đồng, bao rút hồ sơ gốc cho anh em nhé.
209 triệu đồng, bạn rút hồ sơ gốc một chiếc xe Toyota Vios 2011 bản E số sàn nhá. Rất đẹp luôn cho anh em này. Hyundai Avante một chiếc xe số tự động ạ. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Đời 2011 số tự động máy 2.0, trang bị hệ thống điều hòa tự động, gương kính chỉnh điện đầy đủ hết theo xe. Để cho anh em với giá 245 triệu này. Hyundai Avante 2011 số tự động này. 245 triệu được trang bị với động cơ 2.0. Chevrolet Aveo ạ, con này Aveo 2014 số sàn số tự động. Máy của nó là 1.5, đăng kiểm tháng 8 năm 2024, biển Hải Phòng 15A68308. Để cho anh em loanh quanh với giá khoảng tầm 230 triệu thôi. 230 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc Chevrolet Aveo 2014 số tự động nhá. Hyundai Accent 2008 số sàn, máy 1.4, hàng nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, biển Hải Phòng 15A46457. Để cho anh em 135 triệu đồng, có bao rút hồ sơ gốc cho anh em này, 135 triệu Hyundai Accent. Genta nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, màu trắng, con này thì biển Lào Cai, con này em đã rút hồ sơ rồi. Về chỉ việc bấm biển vào tên thôi, đời 2010, đăng ký 2011. Và nó là bản nhập khẩu thì được trang bị động cơ 1.2, có túi khí, có ABS, có gương kính chỉnh điện đầy đủ hết. Để cho anh em 135 triệu này. Ở đây em đang có một chiếc xe đời cao mà giá cực kỳ hạt rẻ cho anh em, mà chạy cực kỳ đầm chất và chắc này. Form dáng thì cực kỳ đẹp, đó là một chiếc xe Chevrolet Cruze sản xuất năm 2015, bản AT số sàn số tự động. Bản AT số tự động con này được trang bị động cơ 1.8, chạy cực kỳ lành, cực kỳ bền và cực kỳ tiết kiệm cho anh em. Quay để cho anh em với giá là 270 triệu này. 270 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc xe Hyundai một chiếc Chevrolet Cruze 2015. Xe rất là đẹp, gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ biển Hà Nội luôn ạ. Số tự động 1.8 nhá. Tiếp tục là Ford Laser, con này để cho anh em khoảng 100 triệu này, đời 2002 này. Máy 1.8 màu xanh, biển Hà Nội nhá. Đấy, em có hai con như này nhưng con kia đẹp hơn và rẻ hơn nhá. Con này là Hyundai Avante, sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn. Máy của nó là 1.6. Tư nhân chính con này là tư nhân chính chủ biển là Thanh Hóa, để cho anh em là 228 triệu đồng bà con nhé. Một chiếc Hyundai Avante 2013 rất là đẹp cho anh em này, rất ổn định luôn. Ok, tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Sonata sản xuất năm 2004, đăng ký 2008, số tự động 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Nếu như các bác nào mà đi câu cá, đi chơi, đi bờ, đi đánh côn, anh em có chiếc xe này đi thì quá là ok, đẳng cấp rồi. Con này để cho anh em có 120 triệu thôi, một chiếc Hyundai Sonata, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc này. Xe rất là đẹp luôn cho anh em này, cực kỳ ổn định luôn nhá. Nội thất ghế da nguyên bản này, ghế điện này, đầy đủ, gương kính chỉnh điện đầy đủ hết. Tiếp tục là một chiếc K3 2014 số sàn số tự động, máy của nó là 1.6. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, về thì chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Bản AT 1.6 để cho anh em là 345 triệu nhá. Kia Rio 2009 đăng ký 2011, bản AT số tự động 1.4, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, form cũ, con này thì để cho anh em 185 triệu đồng. Ford Laser con này thì bản 1.6, biển 99A04398, con này để cho anh em 98 triệu này. 98 triệu xe rất là đẹp luôn, tất cả còn nguyên zin, keo chỉ zin hết cho nhà máy nhá. Nội thất của nó rất là đẹp, từ hệ thống táp lô táp ly của nó là lỉ, vô lăng đẹp, củ số ok. Thôi để cho anh em với giá có 98 triệu đồng thôi, còn bớt cho anh em một chút đỉnh nữa để anh em có thể đi như này. Nếu như các bác nào mua về tập lái thì không mấy cái loại Vios taxi ra 206 207 thì em không chấp nhá. Con này thì chạy cực kỳ chất cho anh em này. Cực kỳ ổn định luôn cho anh em này. Quá ok luôn. Máy thì cực kỳ lành, 1.6, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Ford Mondeo 2005 đăng ký 2007. Con này thì nó là một chiếc xe form mới, đèn hai vạch này, biển 28 của tỉnh Hòa Bình này, và số tự động 2.5 bản full, phút kịch luôn ạ. Con này thì để cho anh em với giá 120 triệu đấy bà con nhé. Một chiếc xe Ford Mondeo bản full cửa sổ trời, nội thất là ghế da điện rất là đẹp luôn. Ghế điện này, nhớ ghế 3 vị trí luôn, màn hình khá to. Honda City 2014 phiên bản số tự động, bản AT 1.5, đang đeo biển Hà Nội 30A68845, con để cho anh em khoảng tầm 330 triệu đồng, đời 2014 số tự động nhá. Số tự động bà con này, số tự động này 1.5 này, xe rất là đẹp cho anh em này. Quý khách hàng bà con nào thích cái dòng Honda này đời cao với tầm tiền hơn 300 triệu thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe rất là hợp lý cho anh em nhá. Nếu anh em nào mà thích bền bỉ và lành lặn và cũng rất là rẻ tiền thì ở đây em đang có cho anh em một chiếc Honda Kia Toyota Vios sản xuất năm 2009 số sàn, con này thì để cho số tự động 209 bản G số tự động, biển Hà Nội, để cho anh em 250 triệu này. Đấy. Mới về cho anh em một chiếc Honda Civic 2007 bản AT 1.8 số tự động,
biển Hải Phòng 15A37403 để cho anh em đúng 199 triệu đồng thôi. 199 triệu đồng là quý khách hàng của bà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi nhé bà con nhé. 199 triệu đồng Honda Civic 1.8 nhé, số tự động. Alo. Có anh ơi. Ở đây em đang còn hai chiếc xe Kia K3, một con biển Hải Phòng và một con biển Phú Thọ. Con Hải Phòng thì anh em màu đỏ thì để cho anh em là 375 triệu đồng. Rất là đẹp cho anh em này. Và chiếc xe biển Phú Thọ này thì nó là bản 1.6 với 365 triệu đồng đời 2015. Hai con đều 2015 bà con nhé. Nếu như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình nào mà thích lòng K3 thì nhà em còn 4-5 con nữa, có cả số sàn di động. Anh em thích Vios thì nhà em còn đâu đó mười mấy con nữa. Anh em thích Innova thì em còn rất là nhiều. Nếu như quý khách hàng, tóm lại là anh em thích ô tô cũ thì nhà em có rất nhiều ô tô cũ cho anh em. Ô tô mới thì bây giờ đang giảm giá rất là nhiều nhưng chưa chắc là anh em mua thì đã ổn định, đúng không ạ? Về cái giá cả, thực ra thì một chiếc ô tô mới bây giờ có thể ra với cái giá như thế, nhưng mà khi anh em mua xong rồi, các bạn mua xong rồi thì lại có chương trình siêu khuyến mại, lại mất hàng trăm củ luôn. Nhưng anh em mua ô tô cũ này thì thứ nhất là cái tầm kinh tế của các bạn nó vừa phải, và thứ hai là nó hợp lý. Cảm ơn tất cả quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Xin chào và hẹn lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.